Thưa quý vị, thưa các bạn, làm thế nào để phát huy năng lực sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam? Làm thế nào để tận dụng được cơ hội xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang đàm phán? Đây là hai câu hỏi chính được các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đưa ra tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2016 vừa được tổ chức. Tự do hóa thương mại là một động lực chính của thương mại quốc tế trong nhiều thập niên qua, đặc biệt là ở các nước khu vực châu Á. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam là quốc gia rất thành công trong việc tham gia vào quá trình này. Tính từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO 2007 đến nay, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đã tăng 2,94 lần, từ mức 111,3 tỷ đô la Mỹ năm 2007 lên mức 327,8 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu tăng 2,6 lần và xuất khẩu tăng 3,3 lần. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, những kết quả trên đã chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam biết tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập và tự do hóa thương mại để xuất khẩu hàng hóa. Đến nay, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA với các đối tác thương mại như EU, Hàn Quốc, hiệp định TPP. Điều này tác động rất lớn đến hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, tác động hội nhập cũng sẽ khác nhau ở các ngành khác nhau. Đối với các ngành hàng có lợi thế, so sánh sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Những ngành kém lợi thế sẽ chịu thua thiệt ở nhiều mức độ khác nhau. Do đó, lựa chọn thị trường xuất khẩu theo các lợi thế là điều mà các ngành hàng cần lưu tâm. Theo thông tin chúng tôi được biết thì cái tổng sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1 vẫn tăng. Còn đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái tỷ lệ tăng trưởng nó cũng rất là lạc quan, gần 50% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã có ký được những cái hợp đồng thương mại để mà giao hàng trong cái quý 2 cũng như là quý 3. Hiện tại thì cái tập đoàn Lộc Trời chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh xuất khẩu vào những cái thị trường cao cấp như thế là Mỹ, Singapore, Hồng Kông, một số nước châu Âu. Năm 2016 thì ngành nông nghiệp cũng sẽ tập trung vào những cái thị trường như là thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản. Ngoài ra còn phát triển các thị trường như là Hàn Quốc, rồi thị trường Nga. Đến tháng 9 năm 2016 này thì trung tâm sẽ tổ chức một cái đoàn doanh nghiệp của nông nghiệp tham gia cái hội chợ triển lãm World Food Moscow ở Liên bang Nga. Để có thể tận dụng tốt những cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, thì bên cạnh các hỗ trợ từ các hoạt động xúc tiến thương mại, những hỗ trợ của nhà nước về phần mình, các doanh nghiệp cần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp như đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu và phải coi đây là mục tiêu hàng đầu. Cùng với việc nâng cao chất lượng là việc tổ chức sản xuất để giảm giá thành, đa dạng hóa mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, đây là thời điểm thuận lợi doanh nghiệp tranh thủ cơ hội để có được lợi thế cạnh tranh so sánh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, cố gắng làm chủ tại thị trường mà Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do. Có như vậy thì những hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước mới phát huy được tác dụng. Trong năm 2016 này thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trước hết là chia sẻ, cung cấp thông tin, phân tích tình hình các nhóm ngành hàng cụ thể và đối với từng thị trường cụ thể, với những lợi thế cụ thể mới có được nhờ các hiệp định thương mại tự do. Thứ hai là tăng cường công tác cung cấp thông tin và phân tích thị trường. Việc này thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã triển khai nhiều năm qua và chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai và đẩy mạnh hơn nữa, chú trọng hơn nữa đối với các thị trường trọng điểm. Thứ ba là triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong năm 2016, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chính phủ cần tiếp tục có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng đình đốn sản xuất của doanh nghiệp như thực hiện các chính sách miễn giảm thuế phí, hỗ trợ và kích thích tiêu dùng nội địa, thực hiện chính sách thu hút các nguồn vốn trong nước đưa vào sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường thế giới rất rộng lớn, có đủ chỗ cho mọi doanh nghiệp có tầm nhìn, quyết tâm hội nhập, có đủ ý chí, bản lĩnh để thay đổi mình nhằm phù hợp với môi trường, luật chơi mới. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuyển biến về tư duy, chủ động thích ứng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đặc biệt cần tập trung nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm theo thị hiếu và tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa các lợi thế mà quá trình hội nhập mang lại.